trong cái chủ đề video ngày hôm nay thì Long muốn chia sẻ cho mọi người và hướng dẫn mọi người cách để chúng ta xem quy hoạch của Thanh Hóa. Khi mà chúng ta đọc và hiểu được quy hoạch của Thanh Hóa ấy, thì gần như chúng ta hiểu được cái tầm nhìn của Thanh Hóa. Bởi vì một trong những cái điều mà khi mà chúng ta đi đầu tư ấy, chúng ta hướng đến cái tầm nhìn tương lai, tầm nhìn khoảng tầm 2 đến 5 năm, thậm chí là tầm 7 đến 10 năm. Thế nên khi mà chúng ta hiểu và xem được quy hoạch, đọc được quy hoạch của Thanh Hóa, thì chúng ta sẽ hiểu được cái tầm nhìn tương lai và chúng ta sẽ lựa chọn được theo cái hướng đi làm sao tốt nhất cho nhà đầu tư. Thì trong video ngày hôm nay thì Long muốn chia sẻ cho mọi người cách xem quy hoạch của Thanh Hóa. Thì đây là một cái buổi 4, Long muốn chia sẻ cho mọi người một điều rất là quan trọng tầm nhìn tương lai của Thanh Hóa. Thì chúng ta hãy vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Cái nội dung chính ngày hôm nay thì Long muốn chia sẻ cho mọi người về Thanh Hóa tầm nhìn quy hoạch từ 2021 đến 2030. Hướng dẫn mọi người cách đọc quy hoạch của Thanh Hóa chi tiết, những cái thông số quan trọng, những cái thông tin quan trọng trong cái phương án phê duyệt quy hoạch của Thanh Hóa tầm nhìn của Thanh Hóa và thứ ba long muốn hướng dẫn mọi người đọc cái kế hoạch sử dụng đất của thanh hóa tầm nhìn đến 2030 để làm sao giúp cho anh chị nhà đầu tư hiểu được cái bản đồ quy hoạch của thanh hóa lúc đó thì mình sẽ tránh được những cái rủi ro như là mua các bất động sản ấy dính phải đất thương mại dịch vụ, đôi khi mua phải đất trồng cây lâu năm không phải là đất ở thì hoặc là khu vực đó đang quy hoạch dính vào các khu vực đất công cộng sử dụng chung, thế nên là chúng ta mua các bất động sản này đa số mọi người để vào mua ở thanh hóa là muốn sở hữu những quỹ đất ở, những quỹ đất thổ cư ấy, thì mọi người có thể là hiểu được kế hoạch sử dụng đất của thanh hóa thì khi đó chỉ đem lại cho chúng ta một cái sự đầu tư rất là an toàn và bản thân chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về kế hoạch sử dụng đất của thanh hóa phân bổ ra sao thì chúng ta hãy vào cái chủ đề chính ngày hôm nay đó chính là thanh hóa quy hoạch tầm nhìn 2021 đến 2030 quy hoạch của tỉnh thanh hóa thời kỳ 2021 đến 2030 định hướng phát triển cùng với hà nội hải phòng quảng ninh sẽ tạo thành tứ giác kinh tế khu vực ngoài bắc cái video này thì long đã phân tích rồi cái điều này thì long phân tích rất là chi tiết rồi thì và trong cái gọi là quyết định phê duyệt của thủ tướng chính phủ trần hồng hà ấy, thì có tài liệu in kèm là cái phần gọi 153 Uh, file PDF này thì Long sẽ bật chi tiết hơn cho mọi người để làm sao mọi người hiểu và đọc được quy hoạch của khu vực Thanh Hóa. Long có hướng dẫn mọi người đọc quy hoạch chi tiết của Thanh Hóa, thì một lúc kết lại những cái thông tin quan trọng nhất và những cái thông tin này, là những thông tin mà gần như ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Thanh Hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến cái tầm nhìn phát triển của Thanh Hóa, gồm có thứ nhất là phát triển lãnh thổ của Thanh Hóa như thế nào, thứ hai là các cái trục đường lớn của Thanh Hóa phát triển ra sao và thứ ba là phương án phát triển các cái vùng đô thị ấy, để khi mà chúng ta đầu tư ấy, đầu tư trong cái giai đoạn từ nông thôn mới lên các khu vực mà đô thị ấy, thì lợi nhuận nó rất là đột biến và thứ hai là khu vực đó thì được đầu tư cơ sở tầng rất là mạnh tay là các cái trục đường thứ ba là cái tầm nhìn định hướng của thanh hóa là phát triển về khu công nghiệp và các cụm công nghiệp của thanh hóa thì long sẽ hướng dẫn mọi người mọi người nếu như mọi người muốn xin cái file ấy, xin cái file file này ấy, file quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh thanh hóa thì 2021 đến 2030 ấy, thì mọi người có thể nhắn tin qua cho long hoặc là mọi người có thể là tham gia cái group Zalo của Long Long đang có một cái group Zalo cộng đồng nhà đầu tư Thanh Hóa những nhà đầu tư nào mà đang tìm hiểu đầu tư ở Thanh Hóa hoặc những anh chị nào mà đang có những cái thông tin mới nhất đều gửi vào trong đó hoặc là bản thân Long sẽ cập nhật cho, cho mọi người, cho mọi người những cái thông tin mới nhất mọi người vào đó thì sẽ được kết nối cùng nhà đầu tư giao lưu với nhau Với thứ hai là những thông tin gì mới nhất về Thanh Hóa mọi người sẽ là những người nắm đầu tiên thế nên là chúng ta hãy cùng nhau vào group đó của Long để chúng ta tạo ra một cộng đồng một cái cộng đồng ngày càng nhiều giá trị hơn thì Long sẽ chia sẻ cho mọi người về cái chi tiết về cái bản này đây là cái bản này, bản này thì thực sự nó dài khoảng tầm 103 trang Cũng Như đọc hết ấy, thì Long đã đọc toàn bộ 103 trang này rồi Nhưng mà Long có đúc kết lại cái mục quan trọng trong cái phê duyệt quy hoạch của tỉnh Thanh Hóa Thì Long sẽ chia sẻ cho mọi người Thứ nhất là về cái vùng lãnh thổ của Thanh Hóa ấy, thì nó sẽ từ trang 16 này Phát triển không gian lãnh thổ ấy, thì thứ nhất là Thanh Hóa Mọi người đọc cái file này mọi người nhìn thấy là phương án quy hoạch xây dựng Và là quy hoạch phân vùng không gian lên huyện 5 vùng bao gồm thứ nhất là vùng đầu tiên là cái vùng gọi là trung tâm đó chính là gồm thành phố Thanh Hóa thành phố Sầm Sơn, các huyện như là Quảng Sương, Đông Sơn và Hàng Hóa. Đây sẽ là khu vực vùng 1 tập trung mạnh nhất, đô thị đô thị sẽ được nhanh nhất trong khu vực quy hoạch của Thanh Hóa. và thứ hai đó chính là vùng 2. Vùng 2 thì lấy các cái huyện, những cái huyện huyện đầu dòng sẽ là khu vực cùng trung tâm. Vùng 2 sẽ gồm như là các cái huyện như là huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Yên Định, Thiệu Hóa và Thường Xuân. Đây là vùng 2 của khu vực Thanh Hóa khu vực trọng tâm sẽ là khu vực huyện Thọ Xuân thế là gần như là Thọ Xuân được quy hoạch rất nhiều những cái cơ sở hạ tầng như là khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng 654 ha định hướng từ giờ đến 2030 to nhất huyện cũng như là về sân bay được định hướng lên quốc tế vùng 3 thì gồm như là thị xã Bình Sơn và các cái huyện như là huyện Hà Trung, Hà Sơn, Hậu Lộc, Thạch Thành và Vĩnh Lộc và vùng thứ tư đó chính là trung tâm sẽ là khu vực thị xã Nghi Sơn và các huyện như là như Thanh, Như Xuân, Nông Cống và vùng 5 nó sẽ là các cái huyện như là phía tây là Ngọc Lặc, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Hoa, Quan Sơn và Mường Lát còn như các cái khu vực này thì các cái tỉnh ở đầu ấy sẽ là các cái tỉnh mà tập trung vùng trung tâm, sau đó sẽ lan ra các khu vực uh, vùng đô thị khác. Thì Long sẽ chia sẻ cho mọi người về uh, cái vùng gọi là đô thị này. Đây sẽ là Thanh Hóa sẽ có khoảng tầm 22 huyện thì sẽ chia làm 5 vùng đô thị. Thứ nhất là vùng khu vực này là khu vực gọi là thành phố Thanh Hóa này, Đông Sơn, Quảng Sương, thành phố Sầm Sơn và khu vực Hàng Hóa, đây là vùng 1. Còn khu vực vùng 2 là khu vực như là Thọ Xuân này, Triệu Sơn này, uh, Yên Định, Vĩnh Lộc và Thiệu Hóa vùng 3 là chính là khu vực gọi là Bỉm Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Thạch Thành và khu vực thứ tư là chính là khu vực gọi là à, Tĩnh Gia, à, Tĩnh Gia, Nghi Sơn, Nông Cống, Như Thanh và Như Xuân. Đây là bốn khu vực à, vùng 4 còn khu vực phía sau là khu vực à, phía tây là khu vực vùng 5 là Ngọc Lạc, Lang Chánh, Bá Thước, Nga Sơn, Quang Hoa và Bường Lát để mọi người hình dung được các cái vùng của khu vực trên bản đồ địa bản đồ hành chính của Thanh Hóa. Thì các khu vực như phía nam là khu kinh tế Nghi Sơn ấy, là khu vực phát triển vùng 4 này, khu, khu, kinh tế Nghi Sơn là khu vực gọi là à, vùng 4 của Thanh Hóa hay là các khu vực như thành phố Sầm Sơn là khu vực vùng thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn nó sẽ là vùng 1. Khu vực phía Tây sẽ là Lam Sơn Sao Vàng là khu vực gọi Thọ Xuân, và khu vực phía Bắc sẽ là khu vực gọi là Bỉm Sơn và Thạch Thành là khu vực vùng 3 của Thanh Hóa. Đây là theo các cái thứ tự ưu tiên phát triển này mọi người có thể đọc kỹ lại cái phần này. Gọi là các cái trục đường sẽ được phát triển mạnh về khu công nghiệp và là cái trục đường chính huyết mạch để phát triển ở khu vực này. Và có một phần nữa là chính là phần thứ tư là phương án tổ chức đô thị ấy phương án tổ chức đô thị các cái vùng đô thị của Thanh Hóa thì đến 2025 phương án phát triển đô thị này. 2025 thì tỉnh có 47 đô thị, cũng như là không một thành phố đô thị loại 1 là thành phố Thanh Hóa sẽ vào huyện Đông Sơn. 2030 thì sẽ có 47 đô thị thì nó sẽ bao gồm như là không một thành phố đô thị loại 1 là đô thị Thanh Hóa, của không hai thành phố đô thị loại 3 là thành phố Dầm Sơn và thành phố Nghi Sơn. Cái này thì mọi người có thể tải cái file này về mọi người đọc có thể chi tiết hơn. Đây là những cái điều mà nó tổng kết lại cho mọi người và các cái phương án phát triển về các cái khu công nghiệp và các cái khu công nghiệp thì như đây các khu công nghiệp này tập trung là 8 công nghiệp quy hoạch quanh với tổng diện tích là hơn 1.000 hecta là Lê Môn này đình, đình, Hương Tây Ga đây là khu vực mà phát triển vùng 1 này đây là khu vực phát triển gọi là phía tây của Thanh Hóa à, đây là khắp phát đây là khu vực phát triển vùng 2 và vùng 3 sau năm 2030 ấy, thì sẽ thêm khoảng tầm hai khu công nghiệp diện tích khoảng tầm 872 hecta đó là khu, khu công nghiệp Phong Ninh khu công nghiệp Phong Ninh của huyện Yên Định và khu công nghiệp Hà Lĩnh Hà Trung đây là mọi người có thể xem các cái bản quy hoạch này, các cái thông số như này để chúng ta nắm được gọi là quy hoạch của Thanh Hóa ra sao. Đấy là thứ nhất là về vùng lãnh thổ, vùng lãnh thổ của Thanh Hóa thì Long có chia sẻ tổng quan lại cho mọi người như vậy, mọi người có thể đọc kỹ lại cái phần này. Vừa rồi Long có chia sẻ cho mọi người về phát triển cái vùng lãnh thổ và cái phương án phát triển đô thị của Thanh Hóa ra sao tầm nhìn từ 2025 đến 2030. Tiếp theo Long sẽ muốn chia sẻ cho mọi người về các khu vực như là các trục đường và phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của Thanh Hóa. Chúng ta hãy vào lại cái bản này. Thì nó sẽ bao gồm từ cái trang khoảng tầm từ 76. Đây là khu vực gọi là khu công nghiệp của Thanh Hóa khi mọi người vào đây mọi người sẽ có thấy được quy hoạch của khu công nghiệp Thanh Hóa thì nó rất là rõ ràng đây khi mọi người mà vào tầm cái từ cái trang 76 ấy, thì mọi người sẽ thấy là phương án phát triển khu công nghiệp cụm công nghiệp của Thanh Hóa từ giờ đến 2030 từ 2021 đến 2030 ấy, thì khu kinh tế nó sẽ là khu kinh tế Nghi Sơn 106.000 hecta tiếp theo là khu kinh tế cửa khẩu Nam Mèo nó bổ sung mới là 49.000 hecta à, 49.000 hecta để làm khu công nghiệp và thứ ba nó là các cái khu công nghiệp này. đây là khu kinh tế là đây là các khu công nghiệp này công nghiệp đã có trong quy hoạch ấy, thì nó sẽ gồm lê môn này đình ga bỉm sơn này đô thị Hà long này thạch quả ngọc lạc bãi tràng à, lam sơn này các các khu công nghiệp như kinh tế nghi sơn này còn tiếp theo là các khu vực mà các khu công nghiệp bổ sung mới ở thanh hóa ấy, sẽ gồm khu công nghiệp phía tây của thanh hóa là khu công nghiệp à, 535 hecta trong này chúng ta có thể xem được hết các cái tổng diện tích của các khu công nghiệp ra sao thì nếu như anh chị nào muốn đầu tư các khu các khu các cái khu công nghiệp ven khu công nghiệp mới ấy, thì mọi người có thể xem các khu công nghiệp như khu công nghiệp phú quý này 545 hecta nhìn tương lai có thể mở rộng lên hơn 800 hecta công nghiệp Bắc hàng hóa ấy, thì mở rộng 157 hecta sau đó thì sẽ mở rộng lên 273 hecta khi vào đây mọi người sẽ nhìn thấy được hết các khu công nghiệp và khoanh vùng và các cái khu công nghiệp ở trong này thì chúng ta sẽ nắm được toàn bộ các cái khu công nghiệp bổ sung mới ra sao hay là các cái khu các cái cụm công nghiệp thì Long sẽ làm một cái gọi là chia sẻ cho mọi người một cái gọi là Google Map nhé bởi bản thân Long thì là một người cũng đã ghim hết các cái uh, Long đã ghim hết toàn bộ Uh, trên Google Map về uh, các cái khu vực khu công nghiệp ấy, để Long tìm trên Google đây thì Long sẽ chia sẻ lại cho mọi người khi mọi người ghim lại như Long ấy thì đôi khi chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy là rất là dễ hình dung mọi người chờ Long một xíu nhé Long đang vào Google Map để Long tìm về Thanh Hóa đây như bản thân Long thì Long sẽ ghim lại những cái ô màu xanh ấy như anh chị nhìn thấy là Long đã ghim các cái khu công nghiệp ở tại Thanh Hóa nên là khi mà vào các khu, các cái khu công nghiệp mà Long Long có khảo sát ấy thì gần như mình biết ngay khu công nghiệp nào là khu công nghiệp đang đến cái tiến độ giai đoạn nào thì Long có một cái video chia sẻ cho mọi người về những cái lưu ý khi đầu tư ven khu công nghiệp Thanh Hóa ấy, thì mọi người có thể xem lại cái video này trong cái các cái buổi Long muốn chia sẻ trong cái khóa ấy. Long có chia sẻ lại các cái trong những cái buổi những cái chuỗi video của Long ấy, thì mọi người có thể vào tìm lại để mọi người xem thì khi mà khi mà mình ghi được toàn bộ các cái khu công nghiệp như là khu, khu vực Bỉm Sơn này hay là khu, khu vực Lê Môn này hay uh, khu, khu vực Bắc Tây Ga này hay khu vực mà uh, Ngọc Lặc này hay khu, khu hay là các khu công nghiệp như là Thạch Thành này, thì mình sẽ hiểu được hết À, khu công nghiệp Thạch Quảng, Thạch Thành và các khu công nghiệp như Lam Sơn, Sao Vàng mình sẽ biết các vị trí ở đâu và sau đó mình sẽ tìm hiểu các thông tin thì Long thấy là nếu như anh chị nào mà cần Long ghi giúp vị trí ấy, hay là xin cái ghi vị trí này thì mọi người có thể nhắn tin hoặc vào group gia Lộ của Long để Long làm sao để hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất và chúng ta hãy cùng vào xem thêm nó chính là về các cái khu công nghiệp các cái gọi là cụm công nghiệp đấy cụm công nghiệp thì ở Thanh Hóa, địa bàn Thanh Hóa thì có rất nhiều, phê duyệt rất nhiều À, mọi người muốn đầu tư đánh theo các cụm công nghiệp ấy, thì long thấy là đánh theo khu công nghiệp nó sẽ có cái biên độ tốt hơn và khu công nghiệp nó sẽ được long thấy rằng là tùy nhá nhưng đa số là các khu công nghiệp sẽ được chú trọng hơn bởi vì nó tạo ra kinh tế mạnh hơn là các cụm công nghiệp các cụm công nghiệp thì nó sẽ có một vài các cụm sẽ ưu tiên làm hơn là các khu công nghiệp tùy theo cái chủ đầu tư họ muốn về đó họ rót vốn như nào các khu vực như nào? huyện Trậu sơn này huyện thọ xuân này hơn 500 trăm hecta làm các cụm công nghiệp thì mình vào đây để mình xem được hết toàn bộ các cái cụm công nghiệp này nó sẽ như thế nào và các cái cụm công nghiệp này sẽ giải rác ở những cái vị trí ra sao để chúng ta đi đầu tư đánh theo các cụm công nghiệp để xem là các cụm công nghiệp này đang trong cái giai đoạn nào rồi các cái cụm công nghiệp này thì gần như là mọi thứ nó rất là hiện hữu với hơn nữa là các cái cụm công nghiệp này thì đa số là sẽ được đầu tư giải rác quanh khu vực thanh hóa Nên rất nhiều tổng long đánh giá là khoảng tầm hơn 100 hơn 100 các cái cụm công nghiệp ở thanh hóa bao quanh thanh hóa thì đây long muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người đọc hiểu sâu hơn về các cái khu vực ở tại thanh hóa để mọi người biết được về thứ nhất là phương án phát triển vùng đô thị thứ hai là các khu vực mà phát triển các khu công nghiệp các cụm công nghiệp ở tại thanh hóa thì là sao mình biết là mình sẽ chia cái hướng đầu tư ra sao tiếp theo thì long muốn chia sẻ cho mọi người về cái định hướng phát triển thứ nhất là về các mạng lưới giao thông của thanh hóa ấy, bởi vì là các cái tuyến đường ở thanh hóa là một trong những cái trục xương sống để phát triển khu vực thanh hóa thế nên khi mà chúng ta hiểu được các cái cung đường ấy thì là chúng ta sẽ biết được cái kinh tế khu vực nó sẽ chuyển dịch về chỗ nào người dân sẽ kéo về chỗ nào bởi vì long thấy rằng khi mà các cái phương tiện giao thông ấy các khu vực mà có cơ sở hạ tầng làm đường lên ấy, là người dân hách rất là hay chuyển dịch về các cái khu vực ven đường Thế nên là Long thấy rằng là khu vực nào đầu tư cơ sở tầng với khu vực đó đang muốn định hướng là kéo dân cư về mà khu vực nào có càng nhiều dân cư thì chắc chắn bất động sản khu vực đó sẽ tăng bởi vì khi mà khu vực dân cư về đấy nhiều ấy, thì có nghĩa là khu vực đó mọc lên được rất nhiều những tiện ích và thứ là kinh tế ở khu vực đó ngày càng nó càng phát triển mạnh hơn đặc biệt là các khu công nghiệp đa số nó sẽ kéo một lượng dân sinh về rất là mạnh thế nên là chúng ta sẽ đầu tư theo cuộc xu hướng là đường làm về đâu thì chúng ta hãy đầu tư theo các cái tuyến đường thì Long sẽ có một video phân tích chi tiết tổng quan về những cái tuyến đường mình có một vài những cái chiến lược để đầu tư ăn theo đường tuy nhiên là trong cái bản đồ này thì nó sẽ rất, là dài thì Long sẽ đi tổng quan qua một chút thôi khi mọi người vào đây mọi người sẽ biết được đọc được các cái tuyến đường như đường Nam Sơn đường gọi là Tam Lư Tam Thanh hay là các đường như đường quốc lộ 47C quốc lộ 47 kéo dài hay là các cái tuyến đường như là quốc lộ 47B hay là tuyến đường 518 518C đi khu vực như là Quý Lộc và khu vực mà Yên Định hai con đường gọi là quốc lộ 45 nối ra thẳng thần, Sầm Sơn đây là cái con đường mà gần như là kéo khu vực sân bay xuống khu vực thành phố sầm sơn này để sau này các cái lượng khách du lịch họ về đây hay là các khu vực như là đường nối từ thanh hóa xuống cả không có thế thọ xuân này hai tuyến đường vành đai gọi là phía tây của thanh hóa hay là các cái, rất trong trong này thì rất nhiều các cái cung đường như là tuyến đường bộ đi qua gọi là đoạn tỉnh của thanh hóa đi ven biển gọi là tuyến đường bộ ven biển của thanh hóa rất nhiều các cái tuyến đường trong này thì Long sẽ có một video phân tích chi tiết hơn chỉnh chu hơn về cái các cái đường quốc lộ trong Thanh Hóa. Đây sẽ là bao gồm khoảng tầm từ trang à, khoảng tầm 35 cho đến khoảng tầm à, đến khoảng trang từ 35 cho đến 38 nhé. Mọi người có thể vào đây mọi người xem chi tiết hơn, sâu hơn về các cái tuyến đường này. Trong này thì rất nhiều các cái tuyến đường của Thanh Hóa và như là một trong những cái tuyến đường mà huyết mạch các cái tuyến đường chuyển từ quốc lộ thành tuyến đường của địa phương này. Mọi người có thể vào xem từ mục 1 đến mục 2 là mình sẽ biết được từ trang 35 đến 139 là mọi người sẽ biết được các cái tuyến đường ở trong này để mọi người hiểu hơn về mạng lưới giao thông của thành phố Thanh Hóa hay là các khu, các các cái khu vực của các cái huyện của Thanh Hóa đây là những cái tổng quan mà long muốn chia sẻ hướng dẫn mọi người đọc quy hoạch của thanh hóa gồm 4 phần đó chính là phát triển lãnh thổ các cái trục đường phương án phát triển đô thị của thanh hóa ra sao và phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp và tiếp theo thì long muốn chia sẻ cho mọi người về cái kế hoạch sử dụng đất của thanh hóa bản đồ quy hoạch của thanh hóa tầm nhìn đến 2030 để khi mà chúng ta gọi là xem được chú thích chúng ta hiểu được phân loại các cái màu đất ra sao để chúng ta đầu tư tránh được cái vấn đề rủi ro quy hoạch vì hôm trước thì long cũng có một cái vấn đề gọi là một cái anh khách anh nhờ long kiểm kiểm tra quy hoạch giúp ấy thì đôi khi rằng có một vài cái lô đất họ thuộc trong cái vùng quy hoạch nhưng họ vẫn chia sẻ cho mọi người mặc dù giá nó rẻ hơn so với thị trường khoảng tầm 30 cho đến khoảng tầm 50 nhưng mà đôi khi chúng ta hiểu được thì chúng ta tránh những cái điều như vậy bởi vì khi mà chúng ta được đền bù thì giá trả là bao nhiêu chúng ta sẽ xem các con đường trục chính ra sao và các cái con đường quy hoạch đường mở thêm ấy để sau này chúng ta tránh những cái trường hợp là khu vực đường đó đi qua đất của chúng ta thì sau này chúng ta một là được nếu như là khu vực đó thì được chuyển qua tái định, tái định cư thì tốt còn nếu như chúng ta mà không thuộc hộ khẩu cho thanh hóa đôi khi lại mất đôi khi chúng ta chỉ được đèn bù thôi thì giá bất động sản của nhà nước đền bù thì rất là ít và nó không được đúng theo cái nhu cầu và kỳ vọng chúng ta khi mà đầu tư ở khu vực thanh hóa chúng ta sẽ tránh đầu tư những khu vực nào mà dính quy hoạch thì long muốn hướng dẫn mọi người xem cái vấn đề này đây thì thường long sẽ hay xem cái bản đồ quy hoạch ở trên google bởi google là một cái ứng dụng mà long thấy nó miễn phí Thế nên là mọi long sẽ hướng dẫn cho mọi người khi mọi người ấn vào mọi người search nhé search đúng chữ là google như long đang làm này đấy thì chúng ta sẽ ấn vào trang đầu tiên đó chính là về gọi là bản quy hoạch của thanh hóa như hôm vừa rồi long có đầu tư ở khu vực thọ xuân ấy, hay long có đầu tư ở khu vực thạch thành hay các khu vực như là nông cống hay một vài các huyện mà ven ven thành phố thanh hóa ấy. thì long sẽ chia sẻ cho mọi người đây chính xác thì chúng ta đã vào được gọi là cái bản đồ của khu vực thanh thanh hóa thì đây là một cái ứng dụng gọi là google Land, dùng miễn phí ấy. thì anh chị có thể vào gọi là tìm kiếm khu vực này ấn vào khu vực này mọi người có thể vào với gọi là thanh hóa này khu như hôm trước long tìm hiểu khu vực huyện thọ xuân nhé thì long sẽ tìm hiểu thì cái các cái khu vực như là đây thì long sẽ zoom nhỏ lại một chút các khu vực màu xanh là chính xác là khu các khu vực mà ranh giới của huyện Tọa Xuân thì khi mà long kiểm tra quy hoạch ấy, thì long sẽ zoom to cái khu vực mà long muốn đầu tư vùng trũng vùng trũng là cái vùng mà được đầu tư cơ sở hạ tầng thì long lựa chọn đầu tư các khu vực có ven cái đường 62 m này thì long có kiểm tra quy hoạch ấy. thì đây là một cái vị trí mà long vừa rồi đầu tư với mức giá khoảng tầm hơn 3 triệu mét vuông này thì Long có kiểm tra quy hoạch khu vực này là quỹ đất thì chính xác là thuộc quỹ đất ở rồi mọi người hãy phân biệt đọc chú thích của cái bản đồ quy hoạch nhé một vài cái màu đất mọi người chú ý này thứ nhất đất ODT là đất đất ở đô thị thứ hai đất ONT là màu này đ... ODT là màu tím này ONT là đất màu hồng nhạt này tiếp theo là các cái quỹ đất như là TMD là đất gọi là màu màu hồng màu cam thì là đất thương mại dịch đất màu cam là đất TMD đất thương mại dịch vụ hay là ký hiệu chữ là TMD còn các khu vực như là SKC này là khu công nghiệp các cái đất thuộc khu công nghiệp thế nên mọi người hiểu được SKK và SKC ấy là đất khu công nghiệp thế nên khi mọi người hiểu được các cái khu công nghiệp này ấy, thì chúng ta sẽ phân tích phân tích được uh, các cái vùng nào sẽ là vùng tập trung của khu công nghiệp các cái vùng nào sẽ tập trung được làm đường giả sử như khu vực này thì có cái đường số 2 mét là hiện tại là chưa làm dự kiến là từ giờ đến 2025 thì bắt đầu mới làm đường thế nên là khi mà chúng ta hiểu quy hoạch chúng ta sẽ tìm kiếm như này thì tránh những cái tránh những khu vực mà dính đường tránh các khu vực mà chuyển đổi đến đất thương mại dịch vụ hay là chúng ta hôm vừa rồi, rồi có một vài các anh, ngoài các bạn trong này, các bạn có giới thiệu cho Long một vài khu đất mà ven sân bay này rất là gần sân bay. Giá đất thì Long thấy là rất là rẻ hơn thị trường khoảng tầm 40%. thì Long thấy bất ngờ. Nhưng mà khi mà Long kiểm tra quy hoạch ấy, thì Long thấy đất này, thuộc đất gọi là đất giao thông. nó là gì đất hiện trạng của nó đang đất trồng cây bình thường nhé. Đất hiện tại đang vẫn có một vài ngôi nhà xây ở đây nhé. Nhưng mà khi mà người trách, mọi người sẽ thấy là đất đất giao thông, của những đất này sau này sẽ phục vụ cho cho sân bay một là khi mà sân bay mở rộng đến quốc tế ấy, thì sẽ tập trung mở rộng ra khu vực này thế nên sau này thì một là muốn đầu tư trong khu vực này thì một là mình muốn để hưởng cái tái định cư và hai là khi chúng ta đầu tư trong các cái vùng vùng này ấy, mà chẳng may bị dính vào khi mà dính quy hoạch rồi ấy, thì chúng ta chỉ được ăn đền bù giá của nhà nước thôi thì nó theo cái bảng giá đất của địa phương đó thì nó rất là rẻ so với cả thị trường thế nên là đây là cái điều mà long muốn chia sẻ và hướng dẫn mọi người cách đọc cái bản đồ quy hoạch hay là các cái vùng như mọi người nhìn thấy là khi mà mình nhìn bản đồ quy mình sẽ thấy là gì đây sẽ là khu vực mà trái tim tương lai của khu vực thọ xuân giả sử như là khi mà mình zoom to lên mình sẽ thấy là bản đồ địa chính nó chính là bản đồ nó chính là gì trung tâm hành chính mới của khu vực thọ xuân nó sẽ tập trung ở đây sẽ tập trung đây thì sau này gần như là dân cư sẽ bám quanh cũng công bám quanh sân bay và bám, bám quanh các khu công nghiệp thì cái khu vực này là khu vực vùng trũng vì sao mà nói là vùng trũng bởi vì khu vực này được đầu tư về cơ sở hạ tầng và làm được rất nhiều đường 30 m thì đang làm rồi và các con đường 2 m này dự kiến 2025 thì làm thì mình đầu tư ven con đường lớn này sau này sẽ được hưởng lại rất là mạnh tay và long định giá là khu vực này thì giá nó thấp hơn khoảng tầm 40 bởi vì người dân trong này họ đang cắt lỗ thế nên long nhập được một vài lô nếu như anh chị long nhập được khoảng 5 lô nếu như anh chị nào muốn đầu tư theo kiểu như long ấy thì long sẽ chia sẻ một vài cái lô này cho mọi người xem và long khẳng định là giá sẽ thấp hơn thị trường rất là nhiều khi mọi người đầu tư cùng long đấy là điều long muốn chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta đọc bản đồ quy hoạch của khu vực thanh hóa để làm sao mà khi chúng ta vào đây chúng ta muốn tìm huyện nào cũng được huyện nào giả sử như huyện thạch thành này đây chúng ta sẽ vào khu vực hiện thành thành chúng ta tìm. Ngày trước Long có đầu tư một khu vực mà ven ven gọi là khu công nghiệp duy nhất của cả khu công nghiệp gần lớn gần như top đầu của khu vực Thanh Hóa của khu phía Tây Thanh Hóa đó chính là khu vực trên này. Đây chính xác là khu vực gọi là ven các khu công nghiệp Thạch Quảng. Thì khi chúng ta đầu tư khi mà chúng ta đọc quy hoạch chúng ta sẽ hiểu là đây sẽ là vùng trung tâm của Thạch Quảng sau này. Nhưng ta đầu tư ven các con đường như đường Mòn Hồ Chí Minh hay là các khu vực mà được lên đô thị ấy thì sau này nó sẽ được hưởng lại rất là mạnh tay thì khách khách các cái lượng công nhân viên ấy họ làm việc ở khu công nghiệp nhưng họ vẫn về vùng trung tâm họ ở thì mình đầu tư các khu vực ven trung tâm thì sau này sẽ thanh khoản lại cho chính công nhân viên ở trong các khu công nghiệp này hoặc là người dân khu vực này được lên đô thị ấy, thì giá bất động sản nó sẽ có các khu vực mà lên đô thị thì giá bất động sản nó sẽ có giá trị hơn đấy là những điều mà long muốn chia sẻ cho mọi người để làm sao mọi người hình dung rõ hơn về các cái khu vực và tổng quan khi mà chúng ta tìm hiểu và đọc quy hoạch của khu vực thanh hóa đó là những điều mà long muốn chia sẻ cho mọi người và long sẽ tổng kết lại những cái nội dung mà long chia sẻ à, trong chủ đề này thì long muốn chia sẻ cho mọi người bốn cái đấy thanh hóa quy hoạch 2021 đến 2030 hướng dẫn đọc quy hoạch thanh hóa chi tiết và kế hoạch sử dụng đất của thanh hóa đây là những cái điều mà long muốn chia sẻ đến mọi người nếu như anh chị nào mà gặp vấn đề gì về thanh hóa có thể tin qua cho long để long được hỗ trợ anh chị hoặc anh chị có cái điều gì góp ý ấy. anh chị hãy góp ý cho long dưới mô tả của video để làm sao mà long được gọi là nhận những cái điều góp ý của anh chị để giúp Long có cơ hội được chia sẻ những ý kiến cá nhân và ý kiến của anh chị đến với Long thì Long có group Zalo ấy, thì mọi người có thể vào group Zalo của Long để chia sẻ về vấn đề hoặc là những thông tin mới nhất của Thanh Hóa và giao lưu kết nối với những nhà đầu tư khác ở trong Thanh Hóa để khi gặp vấn đề gì chúng ta cùng nhau ra hàng hay gặp những cái vấn đề gì chúng ta cùng nhau thảo luận ở trong đó tạo ra một cộng đồng nhà đầu tư ngày càng nhiều giá trị hơn Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư